Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Đinh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, ngày hôm qua Ngân hàng Chữ Kim đã công bố chiến lược giảm hạ nhân số thất nghiệp ở Úc xuống còn 4%, trong khi sự gia tăng giá cả nhà cửa thì lại không phải là quan tâm hàng đầu của ABA. Trong khi đó thì Hội đồng Nội các Quốc gia ngày hôm qua cũng đã tháo gỡ một vấn đề khó khăn cho chính phủ liên bang, đó là quyết định lịch trình hồi hương cho công dân từ Ấn Độ sẽ tái tục trở lại vào ngày 15 tháng 5. Về mặt bang giao với Trung Quốc, tình hình lại tồi tệ hơn sau khi Bắc Kinh hủy bỏ chương trình đối thoại chiến lược kinh tế. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021. Ngân hàng chữ kim chú trọng vào thị trường nhân dụng, không phải là công cụ giải quyết gia tăng giá trị nhà cửa. Ngày hôm qua, ngân hàng chữ kim ABA đã giải thích rõ vai trò cốt yếu của ABA là cải thiện tình trạng nhân dụng hơn là giữ vai trò then chốt trong việc ổn định giá cả thị trường nhà cửa. Phó thống đốc tiến sĩ Guy De Bell nói rằng ABA nhìn nhận sự gia tăng nhanh chóng của thị trường nhà cửa là mối quan tâm của cộng đồng và sự gia tăng này có thể tạo nên tình trạng bất bình đẳng giữa các thành phần cư dân. Tuy vậy vai trò trọng tâm của ngân hàng chữ kim là theo đuổi một tình trạng nhân dụng tối hảo, hay nói khác hơn là góp phần giảm hạ chỉ số thất nghiệp xuống dưới mức 4%. Và đây cũng là mục tiêu của chính phủ. Trái với tư duy thông thường của liên đảng, chính phủ Morrison không theo đuổi kế hoạch quân bình ngân sách, thay vào đó chính phủ sẽ tiếp tục chi tiêu để nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển, với hy vọng đem lại nhiều công ăn việc làm cho cư dân và nhờ đó có thể giảm hạ chỉ số thất nghiệp xuống còn 4%. Hiện nay nền kinh tế Úc Châu đã bắt đầu phục hồi, nhưng sự thặng dư nhân công hay nói khác hơn là tình trạng thất nghiệp vẫn còn cao ở mức 5.6%, nên áp lực gia tăng lương bổng vẫn hãy còn thấp. Bởi vậy trong mấy năm gần đây, lương bổng đã gia tăng dưới mức lạm phát và tất nhiên là điều này không những đã ảnh hưởng đến tập thể công nhân lao động mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế vì công chúng không có khả năng tài tránh để tiêu xài. Bởi lý do ấy mà Ngân hàng Chữ Kim mấy tháng gần đây đã không gia tăng lãi suất để kiềm hãm đà gia tăng của thị trường nhà cửa. Ngược lại thì ngân hàng chữ kim nhìn vào các cơ quan khác của chính phủ, chẳng hạn như cơ quan kiểm soát tài chính APRA hoặc các phủ bộ ở cấp liên bang và tiểu bang trong lĩnh vực sinh hoạt gia cư. Trong bài diễn văn đọc tại Viện Đại học Tây Úc ngày hôm qua, tiến sĩ Guy Bell cũng nói rằng kế hoạch tiền lệ mà ngân hàng chữ kim đã áp dụng để giúp kích hoạt nền kinh tế đã có kết quả tích cực trên thị trường nhân dụng. Tiến sĩ Debel đồng thời cũng nhìn nhận rằng sự gia tăng nhanh chóng trong thị trường nhà cửa là mối quan tâm của cư dân. Nhưng ông nhấn mạnh chính sách tiền tệ mà Ngân hàng chữ Kim có trách nhiệm là nhằm phục hồi kinh tế để cải thiện mức độ lạm phát và gia tăng cơ hội tạo thêm công ăn việc làm cho cư dân. Như vậy là trong giai đoạn hiện nay với tình trạng kinh tế đang bắt đầu phục hồi sau đại dịch thì cả Ngân hàng chữ Kim cũng như chính phủ đều đặt mục tiêu hàng đầu là đạt được tình trạng nhân dụng tối hảo với chỉ số thất nghiệp dưới 4% khi nền kinh tế được phục hồi. Nhắc lại, trong hệ thống sinh hoạt của một nền kinh tế, thị trường tại một quốc gia dân chủ như Úc, Mỹ, Anh hoặc Nhật Bản là ngân hàng chữ kim sinh hoạt độc lập với chính sách tiền tệ, tức là Monetary Policy, trong khi chính phủ thì theo đuổi cùng mục đích phát triển kinh tế, nhưng với chính sách thuế khóa và kế hoạch tài chính gọi là Fiscal Policy. Nước Úc sẽ tái tục hồi hương công dân từ Ấn Độ kể từ ngày 15 tháng 5. Ngày hôm qua, chính phủ Morrison loan báo quyết định mà Hội đồng Nội các quốc gia đã đồng ý, là việc hồi hương khoảng 9.000 công dân Úc từ Ấn Độ sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 15 tháng 5, đúng như dự định. Cũng theo quyết định của Hội đồng Nội các quốc gia, thì tất cả công dân Úc hồi hương từ Ấn Độ đều sẽ phải sống cách ly tại trung tâm Howard Springs, bên ngoài thủ phủ Darwin của lãnh thổ Bắc Úc và ưu tiên sẽ dành cho khoảng 900 công dân Úc được coi là có nhiều rủi ro về sức khỏe. Điều này có nghĩa là các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Qantas sẽ được sử dụng để chuyên chở công dân hồi hương từ Ấn Độ. Trong khi đó thì vào thời điểm này vẫn chưa có tin tức xác nhận là khi nào thì các chuyến bay thương mại giữa Úc và Ấn Độ mới được bắt đầu. Tin tức mới về việc hồi hương này sẽ được Thủ tướng Morrison loan báo thêm vào ngày hôm nay thứ Sáu. Và theo dự định, thì chuyến phi cơ đầu tiên sẽ rời nước Úc đến Ấn Độ và dự trù sẽ có 200 hành khách đáp chuyến bay này trở về lại Úc. Nhắc lại là trước khi chính phủ ra lệnh tạm ngưng chương trình hồi hương, thì mỗi tuần đều có hai chuyến bay từ Ấn Độ chở công dân hồi hương trở về Úc. Trong mấy ngày vừa qua, chính phủ Úc đã bị chỉ trích rất nhiều về quyết định tạm ngưng chương trình hồi hương này. Tuy vậy, chính phủ Morrison nói chung và riêng cá nhân Thủ tướng Morrison đều xác nhận rằng tình trạng lây lan dịch bệnh tại Ấn Độ vô cùng phức tạp và do đó chính phủ cần có biện pháp cụ thể để bảo vệ an toàn cho 25 triệu dân Úc. Vấn đề hồi hương công dân Úc từ Ấn Độ, Thủ tướng Morrison giải thích quyết định với cộng đồng người Úc cốc Ấn. Trước khi loan báo quyết định của Hội đồng Nội các Quốc gia là chương trình hồi hương công dân Úc từ Ấn Độ sẽ được chính thức tái tục vào ngày 15 tháng 5 sắp tới, thì Thủ tướng Morrison đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook để giải thích rõ lý do vì sao chính phủ liên đảng đã có quyết định tạm ngưng chương trình hồi hương này. Trên Facebook, thủ tướng Morrison nói rằng, ông biết rất rõ là quyết định tạm ngưng hồi hương công dân Úc từ Ấn Độ đã làm cho tập thể người Úc gốc Ấn cảm thấy bất mãn và do đó đã không ngừng chỉ trích chính phủ. Hiện nay cộng đồng người Úc gốc Ấn có một nhân số rất đông đảo, lên đến trên 700.000 người và chỉ đứng sau cộng đồng người Úc gốc Anh quốc mà thôi. Và tất nhiên với nhân số đông đảo này, cộng đồng người Úc gốc Ấn có thể gây ảnh hưởng chính trị Đặc biệt là khi mà bầu cử quốc hội sắp diễn ra và hiện nay thì một vài thành phần trong cộng đồng người Ấn Độ đã dọa là sẽ bỏ phiếu chống chính phủ liên đảng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Trong cốt lõi, những chia sẻ của Thủ tướng Morrison trên Facebook là nhằm bày tỏ sự cảm thông đối với tình trạng dịch bệnh đang lây lan kinh hoàng tại Ấn Độ. Và đồng thời Thủ tướng Morrison cũng xác nhận rằng chính phủ Úc sẽ làm đủ mọi thứ có thể để trợ giúp đất nước Ấn Độ vượt qua cơn khủng hoảng lần này. Ngoài ra, Thủ tướng Morrison một lần nữa cũng đã xác nhận là trong cốt lõi, việc tạm ngưng chương trình hồi hương công dân Úc từ Ấn Độ là hoàn toàn không có tính cách chính trị hoặc kỳ thị, thị chủng tộc. Mà đây chỉ là một quyết định để bảo vệ an toàn cho một tập thể lớn lao hơn, đó là 25 triệu cư dân tại Úc. Tòa án liên bang nghe lập luận đôi bên về việc chính phủ Úc cấm công dân xuất cảnh. Một tổ chức nghiên cứu có khuynh hướng bảo thủ gọi là Liberty Works đã nộp đơn lên tòa án liên bang để kiện chính phủ Scott Morrison với lập luận rằng việc cấm công dân úc xuất cảnh đi nước ngoài là vi phạm vào quyền căn bản của cư dân úc. Ngoài ra trong đơn kiện này nguyên đơn cũng lập luận rằng luật an ninh sinh hóa tức là biosecurity act không cho phép chính phủ ngăn cấm công dân đi xuất ngoại. Ngược lại thì luật sư của chính phủ tức là solicitor general, trạng sư Stephen Donaghy QC đại diện cho chính phủ liên bang đã nói rằng nguyên đơn đã diễn dịch sai lầm luật an ninh sinh hóa. Theo trạng sư của chính phủ, thì luật an ninh sinh hóa là nhằm bảo vệ quyền tự do di chuyển của cư dân, ngoại trừ những giới hạn vì lý do y tế công cộng. Tiến sĩ Donahue còn nói rằng nếu lập luận của nguyên đơn là đúng, thì những biện pháp hạn chế trong thời đại dịch, bao gồm cách ly xã hội, truy vết tức là contract chasing hoặc cưỡng bách mang khẩu trang, cũng như giới hạn về việc thăm viếng các bệnh viện và trung tâm dưỡng lão, đều đã không thể thực hiện được. Tuy nhiên như chúng ta đã biết là những hạn chế này đã liên tục được áp dụng tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là các biện pháp này hiện cũng đang được áp dụng tại khu đô thị Sydney sau khi New South Wales có thêm hai ca nhiễm dương tính trong cộng đồng. Thẩm phán của tòa án liên bang sẽ cứu xét đơn kiện này và sẽ có quyết định vào vài tuần tới. Giao thương với Bắc Kinh, Trung Quốc ngưng chương trình đàm phán với Úc Châu. Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã loan báo là chương trình gọi là đối thoại chiến lược kinh tế Úc Trung, tức là China-Australia Strategic Economic Dialogue, sẽ ngưng hoạt động một cách vĩnh viễn. Đây là động thái leo thang căng thẳng mới nhất từ Bắc Kinh trong quan hệ song phương với nước Úc. Động thái này có vẻ như để trả đũa việc chính phủ liên bang Úc đã quyết định hủy bỏ hai thỏa hiệp MOU mà Thủ hiến Victoria Daniel Andrews đã ký kết với Bắc Kinh hồi năm 2018 và 2019. Khi loan báo quyết định này, Bắc Kinh đã tố cáo Canberra là hãy còn tư duy của thời kỳ chiến tranh lạnh và đối xử phân biệt về mặt ý thức hệ. Lần sau cùng mà đối thoại này đã xảy ra là vào năm 2017 giữa Bộ trưởng Thương mại Úc và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Nhưng kể từ lúc ấy thì giao thương giữa hai nước đã trở nên căng thẳng và đặc biệt là kể từ tháng 5 năm 2020 thì Bắc Kinh đã áp dụng rất nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước Úc. Tuy vậy theo một vài chuyên gia thì việc chấm dứt đối thoại này chỉ có tính cách biểu tượng. Vì mặc dầu bang giao căng thẳng giữa hai nước, nhưng sinh hoạt xuất nhập khẩu hai chiều vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ cao, đặc biệt là quặng mỏ là một sản phẩm mà Trung Quốc rất cần để phát triển kinh tế cho chính Bắc Kinh. Trong khi đó thì tại Úc, phản ứng trước việc Bắc Kinh hủy bỏ đối thoại chiến lược kinh tế, Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan nói rằng việc hủy bỏ này là một việc làm đáng thất vọng thế nhưng ông Dantyhan vẫn xác quyết là về phía nước Úc thì chính phủ Morrison vẫn sẵn sàng mở cửa để đối thoại về các vấn đề có thể mang lại lợi ích chung cho hai nước nhắc lại là trong vòng gần hai năm qua tất cả những đề nghị của bộ trưởng thương mại Úc từ nghị sĩ Simon Birmingham trước đây và nay là nghị sĩ Dantyhan đều đã không được người đồng nhiệm tại Bắc Kinh đáp ứng và tuy bang giao giữa hai nước có căng thẳng nhưng lĩnh vực xuất khẩu sang Trung Quốc trị giá khoảng 150 tỷ đô la mỗi năm có vẻ như vẫn được duy trì dưới hình thức này hay hình thức khác. Mặc dù một số sản phẩm của Úc cũng đã bị cấm hoặc bị đánh thuế cao như lúa mạch, tôm hùm, than đá vân vân. Theo chuyên gia Jeffrey Wilson, quyết định đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận đối thoại kinh tế chiến lược cho thấy Trung Quốc đang cạn kiệt các biện pháp để đối phó với Australia. Chuyên gia Jeffrey Wilson nhận định rằng Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà xuất khẩu lớn của Úc khiến các thỏa thuận đầu tư song phương bị sụp đổ và các cuộc thảo luận liên chính phủ bị hủy bỏ. Với việc tung ra cú đòn mạnh nhất vào năm 2020, Trung Quốc hiện giờ không còn là một đòn bẩy thực chất nào đối với Úc Châu và buộc phải sử dụng đến các hành động mang tính biểu tượng một cách vô nghĩa. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ hai.